Thưa quý vị và các bạn, Bác Hồ đã từng nói sản xuất than như quân đội đánh giặc, bởi vậy mỗi người thợ mỏ cũng là một người chiến sĩ. Thực hiện lời dạy của Bác, từ những năm tháng chiến đấu giành độc lập tự do đến khi đất nước hòa bình bước vào công cuộc khôi phục và phát triển kinh tế xã hội mạnh mẽ hiện nay, thợ mỏ ngành than vẫn luôn thấm nhuần tinh thần chiến sĩ trong lao động sản xuất. Những đội quân mang màu áo xanh thợ mỏ đã góp phần đưa Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam trở thành tập đoàn kinh tế mạnh, một trụ cột về an ninh năng lượng của quốc gia. Để nhân rộng lan tỏa hình ảnh đó, từ năm 2019 đến nay, Đảng ủy Than Quảng Ninh đã phát động thi đua xây dựng hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ trong các đơn vị sản xuất kinh doanh than. Sau 5 năm, người thợ mỏ, người chiến sĩ đã không chỉ dừng lại là một phong trào thi đua học và làm theo Bác, mà còn là nền tảng để gìn giữ và phát huy văn hóa thợ mỏ trong đời sống và lao động sản xuất. Lịch sử đã ghi nhận, dù không phải là một phiên hiệu quân đội, nhưng binh đoàn than năm xưa đã tham gia hàng trăm trận đánh lớn nhỏ và chiến dịch Mậu Thân năm 1968. Các chiến sĩ binh đoàn than đã anh dũng chiến đấu, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Nhiều đồng chí đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý như Dũng sĩ diệt Mỹ, Huân chương Chiến sĩ Giải phóng, Dũng sĩ diệt xe cơ giới. Binh đoàn than đã trở thành niềm tự hào của nhân dân vùng mỏ, đã đi vào lịch sử ngành than và tỉnh Quảng Ninh như một niềm kiêu hãnh của người thợ mỏ nói riêng, nhân dân Quảng Ninh nói chung. Ngày nay dẫu chiến tranh đã lùi xa, nhưng những người thợ mỏ ngành than lại bước tiếp vào những chiến dịch mới, đó là vượt mọi gian nan, xuống sâu, đi xa, mang về nguồn tài nguyên, làm giàu cho Tổ quốc. Ở bất cứ nhiệm vụ nào, vị trí công việc nào, họ cũng vẫn duy trì tinh thần người chiến sĩ, luôn kỷ luật và đồng tâm, đồng cam cộng khổ và nghĩa tình, nhất là trong hoạn nạn. Nghề của người lính cấp cứu mỏ có lẽ là công việc đặc thù nhất trong các đơn vị ngành than. Bởi những khi xảy ra sự cố trong sản xuất than, họ luôn sẵn sàng lao vào hầm tối để cứu người. Bởi vậy không quá để nói rằng những đội viên cấp cứu mỏ chính là những chiến sĩ thực thụ. Trong bất kỳ sự cố trường hợp nào, họ cũng là những người đầu tiên dấn thân vào hiểm nguy để cứu hộ cứu nạn. Bởi tính chất nghề nghiệp đặc thù nên những đội viên cấp cứu mỏ được tuyển chọn kỹ lưỡng tại các đơn vị. Để trở thành một chiến sĩ cấp cứu mỏ, họ phải đáp ứng được những yêu cầu cao về sức khỏe, độ nhanh nhạy và trên hết là tinh thần quả cảm để có thể tìm kiếm cứu nạn đồng đội của mình trong trường hợp khẩn cấp. Vì vậy, trở thành một chiến sĩ cấp cứu mỏ cũng là niềm tự hào của những người thợ mỏ. Mỗi khi nhận nhiệm vụ xử lý sự cố thì là với tinh thần cao nhất, chúng tôi sẽ có mặt sớm nhất để triệu tập các đồng chí xuống lò giải quyết sự cố. Qua các vụ sự cố thì có rất nhiều các dạng sự cố khác nhau. Khi chúng tôi vào đến vị trí sự cố thì hiện trường sẽ không còn như bình thường nữa, mà thiết bị vật tư hoặc là sự cố rất là ngổn ngang. Cho nên cái việc xử lý sự cố, cứu người bị nạn ra là vô cùng khó khăn. Nhưng với tinh thần cao nhất thì chúng tôi đã, và cái kiến thức của từng đồng chí thì chúng tôi đã xử lý sự cố và đưa được những đồng chí, đồng đội của chúng tôi ra ngoài một cách đảm bảo an toàn và sớm nhất. Tinh thần người thợ mỏ, người chiến sĩ trên thực tế cũng đã giúp rất nhiều lao động ngành than đạt được thành công trong cuộc sống. Câu chuyện của thợ lò Nguyễn Duy Thanh, công ty cổ phần Than Núi Béo là một điển hình. Anh Thanh quê ở Hải Phòng, là một tổ trưởng sản xuất giỏi ở phân xưởng khai thác 2 đã nhiều năm nay. Nhắc đến anh Thanh, cấp trên và đồng nghiệp đơn vị đều có chung một ấn tượng về một tấm gương sáng, chăm chỉ lao động, sẵn sàng đảm nhận những việc khó và luôn chủ động tìm tòi phương pháp làm việc, đổi mới hiệu quả. 4 năm liên tiếp vừa qua, năm nào anh Thanh cũng đạt tổng thu nhập trên 400 triệu đồng một năm. Sau nhiều năm lao động chăm chỉ, anh Thanh mua được ô tô và sở hữu cuộc sống khá thoải mái về kinh tế. Cũng trong 4 năm qua, năm nào anh cũng được công ty vinh danh người thợ mỏ, người chiến sĩ. Trong cái điều kiện hiện nay ấy, thì mình thứ nhất là cái điều kiện làm việc nó cũng khó khăn và xuống sâu đi xa, và hai nữa là
cái không khí gió nóng hơn, bức hơn thì nóng bức hơn thì cái công việc của anh em ấy cũng khó khăn vất vả hơn rất là nhiều. Thế nên cái trong cái điều kiện như thế này thì cái phong tuyên dương cái người hình ảnh người chiến sĩ người thợ mỏ ấy, đấy là điều rất là quan trọng cần thiết để mà khích lệ động viên anh em trong công ty ấy, để mà cùng nhau làm việc, thứ nhất là đạt hiệu quả, thứ hai nữa là được theo đúng như tinh thần của Bác Hồ dạy ấy, là thợ mỏ cũng là một người chiến sĩ chiến đấu để vượt qua mọi khó khăn. Người thợ mỏ, người chiến sĩ là mô hình do Đảng ủy Than Quảng Ninh triển khai phát động từ năm 2019 nhằm thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực cụ thể, gắn với phát huy truyền thống kỷ luật và đồng tâm của công nhân mỏ. Từ quan điểm chung này, 42 đơn vị thuộc các lĩnh vực sản xuất khác nhau triển khai xây dựng hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ với những tiêu chí cụ thể. Người thợ được vinh danh và khen thưởng theo từng tháng, quý, năm. Hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ, bản thân tôi luôn luôn không ngừng rèn luyện, phấn đấu học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong năm qua đã có sáng kiến cải tiến khoa học kỹ thuật, thu hồi dây chuyền nòi trợ cơ giới hóa tại phân xưởng K12 đã được lãnh đạo công ty đánh giá cao. Trong năm đã được tuyên dương hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ. Để giữ vững hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ, bản thân tôi luôn luôn không ngừng trau dồi kiến thức, học tập, rèn luyện, đồng thời lan tỏa sâu rộng hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ đến toàn thể cán bộ nhân viên công ty Than Ông Bí, góp phần cùng công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2024. Thực hiện lời dạy của Bác Hồ, sản xuất than cũng như bộ đội đánh giặc với truyền thống kỷ luật đoàn kết đồng tâm của thợ mỏ, phong trào người thợ mỏ, người chiến sĩ luôn được đơn vị chúng tôi quan tâm và phát huy cũng như là nhân rộng trong toàn bộ cán bộ công nhân viên trong đơn vị. Để thực hiện được cái phong trào này thì chúng tôi xây dựng cái nghị quyết ngay từ đầu năm đối với cái đơn vị, đối với chi bộ cũng như toàn thể công trường, và từ đó thì chúng tôi nhân rộng được mô hình anh em trong công trường thường xuyên tuyên truyền rồi là giáo dục nhau, cùng nhau phấn đấu để làm sao tạo ra những người thợ có tay nghề cao, sản xuất được nhiều than tốt, than đẹp cho Tổ quốc, cho công ty. Để mô hình thực sự đi vào thực chất, các đơn vị đã triển khai thông qua các chi bộ trực thuộc với nòng cốt là các đảng viên, kịp thời phát hiện và tuyên dương các tấm gương người thợ mỏ, người chiến sĩ tiêu biểu. Qua đó giúp mỗi người thợ có thêm động lực sáng tạo, thi đua lao động sản xuất. Việc xây dựng và tôn vinh những người thợ đã góp phần rất quan trọng để công ty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất phát triển ổn định. Họ là lực lượng nòng cốt để giúp lan tỏa các phong trào thi đua ngày càng phát triển, gắn với học tập theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ngày càng thiết thực và rộng rãi. Qua đó xây dựng được đội ngũ cán bộ đảng viên có phẩm chất năng lực đáp ứng tình hình nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam, trong những năm qua, phong trào thi đua xây dựng hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ tại Đảng bộ Công nghiệp Than Ông Bí được Đảng ủy công ty đặc biệt quan tâm coi trọng bằng việc cụ thể hóa ban hành các cái quy chế quy định, nhất là các cái tiêu chí trong đánh giá xếp loại, bình xét suy tôn, qua đó giúp cho các chi bộ trực thuộc thuận lợi trong việc triển khai thực hiện. Các cá nhân được suy tôn là hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ đã thực sự góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ sản xuất tại mỗi đơn vị. Trong năm 2023, Đảng ủy công ty đã tuyên dương 82 cá nhân. Quý 1 năm 2024 đã tuyên dương 11 cá nhân tiêu biểu là hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ. Việc tuyên dương các cá nhân tiêu biểu hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ đã tạo được cái sức lan tỏa trong phong trào thi đua lao động sản xuất toàn công ty. Trong thời gian tới, Đảng ủy công ty tiếp tục tuyên truyền nhân rộng các mô hình thông qua các phương tiện truyền thông. Thực hiện tốt cái phong trào thi đua xây dựng hình ảnh người thợ mỏ, người chiến sĩ thì Đảng bộ công ty chúng tôi trong thời gian tới sẽ phải tiếp tục thực hiện một số giải pháp. Chúng tôi tập trung đó là đầu tiên giải pháp về công tác tuyên truyền. Chúng tôi sẽ tập trung cho tuyên truyền hiệu quả hơn. Ngoài hơn 800 đảng viên của công ty được biết thì hơn 2.000 lao động, người lao động ngoài đảng cũng phải được biết về cái phong trào này.
căn cứ từ cái thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ năm 1969. Sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các cái giải pháp thứ hai, đó là định ra các cái tiêu chí, các cái hình thức thi đua cụ thể. Ví dụ các cái tiêu chí đó phải phù hợp theo từng cái khối công trường, khối đào lò, khối khai thác, khối phục vụ ngoài lò và các cái phòng ban nghiệp vụ, để làm sao nha, cái người lao động sẽ căn cứ cái tiêu chí này để phấn đấu nó phù hợp nhất. Sau đó giải pháp thứ ba tôi làm được, đó là trong cái quá trình tổ chức tuyên dương thì chúng tôi sẽ lựa chọn hình thức tuyên dương phù hợp và tổ chức những cái phần thưởng theo từng cái phong trào, theo từng cái giai đoạn cụ thể, để từ đó kích thích được, và những người thợ mỏ, người chiến sĩ này sẽ là những cái tuyên truyền viên để trở lại cho phong trào được nhân rộng hơn trong thời gian tới. Từ năm 2019 đến nay, toàn Đảng bộ Than Quảng Ninh đã có 12.031 người thợ mỏ, người chiến sĩ được vinh danh tại tất cả các đơn vị thuộc Đảng ủy Than Quảng Ninh. Từ đây, những phong trào lao động giỏi, thu nhập cao, đổi mới công nghệ, cơ giới hóa, tự động hóa, tin học hóa cũng ngày một sôi nổi hơn. Những người thợ mỏ hôm nay thành thục điều khiển những dàn chống thủy lực, thiết bị khấu than tiên tiến cùng nhiều máy móc hiện đại khác. Truyền thống văn hóa của người thợ mỏ được bồi đắp trong suốt những năm tháng xây dựng bảo vệ Tổ quốc chính là tài sản tinh thần, là nền tảng để mỗi người thợ, cán bộ, đảng viên ngành than tự đổi mới, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ và năng lực. Ngành sản xuất than cũng như quân đội đánh giặc, toàn thể công nhân và cán bộ phải có nhiệt tình cách mạng và tinh thần yêu nước rất cao, ý chí quyết đánh quyết thắng rất vững. Phải đoàn kết nhất trí, vượt qua mọi khó khăn vào một mục đích chung là sản xuất thật nhiều than cho Tổ quốc. Lời căn dặn của Bác vẫn luôn là kim chỉ nam cho người công nhân mỏ hôm nay. Để mỗi người thợ, dù đến từ vùng quê nào, khi đã tới và gắn bó với vùng than, sẽ đều là một người chiến sĩ với những chiến công mới, cùng chung tay xây dựng đất nước đẹp giàu.